Đầu gấu review xin chào các bạn. Hai cha con nhà làng trải này đang trôi nổi trên sông thì bắt gặp một sinh vật gì đó rất hung hăng. Nó không khác gì một con cá mập bơi xoắn cả nước. Khi thủy sinh còn đang ngơ ngác, con thú bí ẩn đã quay chiếc thuyền xoay 360 độ, khiến cậu bé rớt nài bay xuống nước. May mắn là ông bố kéo được cậu lên thuyền. Con thú chơi lớn đội đầu hất tung cả chiếc thuyền lên trời. Pha này khó mà bám chắc nổi, vì muốn cứu sống con trai, người bố không kịp trèo lên nên đã bị con quái thú ẩn thân nuốt chửng. Diễn biến câu chuyện là như nào? Sau 10 năm thủy sinh cũng đã trưởng thành, cậu vẫn còn ám ảnh về cái chết của bố. Cả làng sống an nhàn quên đi sự tích tương truyền con sông chết người đó. Hương Lan là cô gái đệ nhất mỹ nữ, các thanh niên trong làng cũng phải thèm chảy nước miếng, tìm cách tỏ tình với cô, nhưng trong cái lồng Hương Lan chỉ có mỗi mình thủy sinh. Chắc có lẽ cô đã mê muội trước hào quang của nhân vật chính, nhưng bố Hương Lan quyết cấm cản chuyện tình nướng củ khoai của con gái. Lúc này chuyện xấu lại ập đến ngôi làng, mọi người tận mắt chứng kiến một xác chết không đầu nằm gục cạnh bờ sông. Lão làng nhắc đến con khỉ nước giết người đã quay trở lại, thủy sinh vô cùng hoang mang. Ông nói cần phải hiến tế một cô nương xinh tươi thì mới đuổi được con quỷ dữ đó đi. Bố của Hương Lan đứng ra nói tế cái quần đùi, ông không khác gì lấy mạng người ra làm trò đùa dâng tới miệng nó. Ngay tối hôm đó em trai của Hương Lan cũng đã mất tích, khả năng cao là bị quái vật xỉa răng luôn rồi. Chính xác là như thế, cả làng đã tìm ra thi thể đứa bé tại một con sông nhỏ. Hương Lan quá sốc ngất luôn tại chỗ. Thế là trưởng làng quyết định lập đàn cúng tế quỷ nước, tất cả mọi người cũng tin đó là một vị thần nổi giận trừng phạt dân chúng. Bố của Hương Lan không chịu nổi chuyện vớ vẩn này, tức giận đạp nát luôn bàn tế. Lão làng liền cho lệnh đàn em bắt giữ khống chế ông ấy, rồi vái lại như là cái máy điện vì lỡ đắc tội với ngài quỷ nước. Không dừng lại ở đó, bố Hương Lan còn tận tay ném bom xăng lửa, oanh tạc khiêu chiến với con quái vật khốn kiếp đó. Kết quả là bị người của lão làng trói vào cột. Màn đêm buông xuống đó cũng chính là lúc mà thủy quái hành động. Nó lộ diện sát hại ông bố một cách rất dã man. Khi Hương Lan mang cơm cho bố ăn, cô hoảng hốt do thấy ông mất đầu từ lúc nào không hay. Nhìn mọi người lần lượt bị ám sát, ai nấy cũng đều lo lắng. Lão làng đưa ra ý kiến phải cống hiến một cô gái trẻ mũm mĩm cho thần quỷ sơi tái. Cha nợ thì con trả, đó là Hương Lan, vì bố cô đã làm thủy quái nổi giận. Thấy nàng gặp nguy hiểm, thủy sinh quyết liệt phản đối. Tôi chưa giả gối mà đổi tế cái đầu ông à? Không ngờ Hương Lan lại tự nguyện dâng tấm thân mình. Vì bố và em trai đã ra đi, cô sống không còn ý nghĩa gì nữa. Lão làng cũng muốn lắm rồi, ra lệnh nhốt cô lại chờ ngày hiến tế. Tối đó nam chính lẽn đến nơi giam giữ Hương Lan, muốn cứu cô ra ngoài rồi cùng nhau trốn khỏi ngôi làng. Nhưng nàng không chấp nhận, vì bây giờ Lan em chẳng quan tâm mấy về mạng sống của mình nữa, bởi cô muốn gặp được con thú đó để báo thù cho bố và em trai. Sau khi thủy sinh về nhà, cậu ngồi xuống ngẫm nghĩ lại tại sao mình phải bỏ trốn mà không đương đầu với nó. Khi nhớ về bố bị sát hại năm xưa, lòng chiến binh trong người anh trỗi dậy, quyết tâm chế tạo vũ khí và ngày đêm luyện tập nội công để trả thù cho bố và tất cả mọi người đã mất. Như câu nói có công mài sắt có ngày nên xà beng, nam chính tìm đến một số huynh đệ thợ săn để cùng vào sinh ra tử chiến đấu với quái vật trên chiếc thuyền đánh cá này. Giờ hiến tế đã đến, Hương Lan được trang điểm đủ kiểu, nhìn ngọt nước như thế này con quái thú không đớp cũng hơi phí. Nam chính cùng các hảo hán liền có mặt để cứu Hương Lan. Lão làng cố chống đối, rõ ràng ông ấy đang nhu nhược cho rằng đó là thần thánh không chịu phản kháng. Còn đối với thủy sinh, giờ đây nó là một con súc sinh ăn thịt người, và tuyên bố hôm nay sẽ lấy được cái đầu của con quái vật đó, chứ không phải là đổi mạng người để lấy được sự bình yên. Nghe được những lời mạnh mẽ đó, Hương Lan sung sướng chảy nước mắt. Vậy là mọi người cùng nhau canh chừng khỉ nước xuất hiện. Do đợi quá lâu, anh béo này nhảy xuống truy tìm nó, kết cục là mất sắc máu nhuộm đỏ cả mặt nước, đầu lìa khỏi cổ bay lên thuyền. Cuối cùng thủy quái cũng xuất đầu lộ diện, dùng kinh công chạy trên mặt nước nhìn ảo vãi ra tất cả mọi người luôn để phòng cảnh giác. Con quái thú quá nhanh, cứ hễ bay ngang là vồ lấy một người xuống sông, không thể đứng nhìn nam chính nhảy lên phóng lao về phía nó, nhưng bị đánh văng ra một cách nhẹ nhàng nên anh bạn đó đã làm mồi cho thủy quái. Hương Lan nhìn mà muốn tè ra quần. Thủy sinh không chùn bước dùng đinh ba phóng lợn, à nhầm, mà này là phóng quái vật, tốc độ nó chạy còn hơn là Sonic, không thể nào cản bước nổi. Khi mọi người lo phòng thủ ở mọi hướng, thủy quái từ đâu trên buồm lao xuống tấn công Hương Lan. Nam chính giả vờ ngây thơ tung đòn hiểm, như thế tên quái vật vẫn né được, nhìn bộ dạng như cá trên ngoài hành tinh. Không khí ngày càng trở nên căng thẳng, mọi người phóng lao cùng một lúc, nhưng thủy quái lạng lách tránh quá đỉnh. Khi hành động một mình nó đã ghê rồi, nay gặp Hương Lan sức mạnh phải nhân đôi nhân ba. Một mình vật ngã hết các hảo hán chí cốt của thủy sinh, không chỉ chạy trên mặt nước mà còn có chiêu liên hoàn tán nhìn dị không kém. Thủy quái cũng phải đứng ngồi không yên khi đối mặt với Hương Lan xinh xắn mũm mĩm. Ngay lúc nó định ôm lấy cô, nam chính đạp một phát vào trụ buồm xoay vòng đập vào cái mặt lìn của nó. Này thì thích ăn tươi người yêu tôi à, đột nhiên nó đã mất tích không dấu vết. Nam chính đoán trước, cầm đinh ba phi lên đỉnh buồm, thủy quái chơi trò nấp pha ke màu cũng khét đấy. Khi vừa sắp vồ được thủy sinh, anh béo đã ôm chân cản nó lại. Thế là nam chính tung cước vào mặt con quái thú làm kỷ niệm. Cái kết đáng hơn khi nó cố chấp nhào đến, cậu nhờ lực búng của cây cờ và sấp mặt thủy quái bay đi hàng chục mét. Mọi người dùng lưới để bắt gọn nó, thân thủ con thủy quái cũng không phải dạng tầm thường, phá lưới một mạch lao xuống sông chạy trốn. Sau đó 500 anh em tập trung tại nhà của nam chính, biết được con khỉ nước rất tinh quái, nó sẽ tìm đến ra tay với từng người như một sát thủ. Thấy nam chính đứng trong phòng, thủy quái không ngại vết bẩn, nhào vô cào xé bù nhìn ra thành từng mảnh. Thế là nó liền bị sập bẫy. Mọi người
người đã lên kế hoạch trước đó, sử dụng những công cụ chiến đấu mà thủy sinh chế tạo để đánh trận, toàn là những mũi giáo sắc bén, bẫy cọc hiểm hóc bất chợt bắn ra từ nhiều phía, con thủy quái quá nhanh nhẹn khó mà nhai nổi. Hương Lan cũng tham chiến, bật ra một khúc cây nhọn khổng lồ, nhưng vẫn không hiệu quả mấy. Hàng loạt mũi tên phi ra mọi hướng đều nằm trong suy nghĩ của tên quái thú này, chuyện gì đến cũng đã đến, không trúng chiêu này thì cũng phải dính đòn kia, có phải là thần đâu, sao mà đỡ được. Đã đến lúc thủy sinh ra tay, dụ được con khỉ nước đứng ngay căn hầm mà mình đã để mấy năm trời, đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thủy quái bị nhốt trọn trong chiếc lồng cứng cắp, bây giờ mọi người mới tin đây không phải là thần thánh gì cả, mà là một con quái vật khát máu, muốn thiêu chết con khỉ nước này, thế éo nào lão làng hồ đồ một hai không chịu, nằm ăn vạ cho rằng đã không tôn trọng thần thủy, nhất quyết nói nếu ai muốn ra tay thì hãy thiêu đốt ta luôn đi, dù gì cũng là lão làng, nên trưởng thôn kêu mọi người hãy giải tán làm tiệc chúc mừng. Thủy quái đã bị giam giữ rồi, hãng xử lý sau cũng không muộn. Hương Lan và Thủy Sinh cũng đắn đo lắm mới chấp nhận, vì không muốn chèn ép lão làng hít cần. Thế là tất cả người dân mở một buổi tiệc ăn mừng linh đình, đã giải quyết được mối nguy hiểm rình rập suốt mấy năm. Khó khăn đã qua, Thủy Sinh tâm sự mỏng với Hương Lan, ngày mai đứng trước mộ bố nàng hứa sẽ chăm sóc nàng hết mình. Anh có cây láp to đùng, việc gì phải ngại. Hương Lan phái trí đỏ cả mặt mày, thôi chúc hai người có một buổi giả cối giao lưu vui vẻ. Lúc này mọi người cũng say xỉn nằm lê lết, chuyện không hay lại xảy ra. Con quái thú bằng cách nào đó đã thoát khỏi chiếc lồng, và điều đầu tiên là xử đẹp lão già mãi tung hô mình, cái kết tôn thờ quỷ là phanh thây banh xác. Thủy quái còn tàn sát hết người dân trong làng, ngủ say như chết là có thật các bạn ạ. Hương Lan và Thủy Sinh sẽ đối phó như thế nào khi để con quái thú ác quỷ sổng chuồng? Sáng hôm sau, khung cảnh trong làng tràn ngập xác chết, giờ mới phát hiện là quá trễ, ai khóc nỗi đau này. Trưởng thôn nhận ra sự yếu đuối và nỗi sợ hãi ăn sâu trong lòng đã gây ra chuyện này, chúng ta cần phải đứng lên chiến đấu để trả được mối thù truyền kiếp này, không muốn thấy một ai phải hy sinh nữa, quyết đoàn kết liều mạng sống còn với con hầu tử đó. Thủy Sinh chơi lớn xuống tóc cho máu lửa, nhìn cầu lồi khí thế ngất trời, hôm nay sẽ là trận chiến sinh tử truy sát thủy quái. Nam chính đứng trên bè giữa sông, xã thân nhảy xuống lặn sâu dưới đáy hồ để kiếm nó. Thế là hai người chạm mặt, hai mắt nhìn nhau muốn trào máu họng, cả hai mở màn quyết chiến. Nó rút anh bay lên mặt nước, mọi người trên thuyền nhanh chóng kéo dây bè vào bờ, con thủy quái cũng đuổi theo rất ác liệt. Mình thấy nó chạy như là tàu chiến có mã lực 1000 km, chiếc bè va chạm mạnh vào thuyền hất Thủy Sinh bay lên. Con thủy quái có một màn ra trận với khí phách trông khét đấy nhỉ, nhìn có vẻ thần thái đó, phải nói là võ công của thủy nước quá ghê gớm. Vài đòn cơ bản muốn dọn sạch mấy thanh niên cường tráng, mũi tên dính vào người nó chẳng xi nhê mấy, như là tim thêm sức mạnh đánh văng mọi người một cách dễ dàng. Thấy chí cốt bị vả sắp mặt, Thủy Sinh phóng lao dần co qua lại một lúc với thủy quái, cũng xích chúng kéo được nó ngã xuống. Khỉ nước tức giận đập anh vào cột như là vứt người yêu cũ, đến nỗi thổ huyết do chấn thương nặng. Chắc qua trận đánh này Thủy Sinh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cuộc sống luôn quá anh em. Con quỷ tàn nhẫn tán liên tục vào ngực anh, Hương Lan cùng cậu hàng xóm hợp tác ra tay lấy thịt đè thú té xuống sàn. Nhân cơ hội nam chính lấy hàng nóng đâm tới tấp vào người nó, cơn đau đớn lại khiến nó càng trở nên hung tợn, hất văng cả ba người bay ra xa. Qua cảnh này chúng ta có thể thấy Hương Lan yêu Thủy Sinh đến chừng nào, lấy thân mình để che chắn bảo vệ chàng. Nhìn xúc động chảy nước, các anh em vào sinh ra tử cũng cố cản con thú này lại, chịu đựng cho nó hành hạ, chấp nhận hy sinh. Nam chính và Hương Lan không cầm được lòng khi thấy anh em bị tra tấn như thế, cô cầm cây chạy đến đâm vào người nó, liền bị thủy quái tán một bộp tay vào mặt ngã rãnh giò. Các huynh đệ hảo hán khó mà sống sót khi ăn trọn những cú đánh tàn nhẫn này, tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt. Lúc nó vừa định kết liễu Hương Lan, Thủy Sinh bật chế độ hào quang nhân vật chính, bay đến húc con quái vật như là bò tót, rồi dùng vuốt đâm xối xả vào cơ thể nó. Khi này anh nhớ về tất cả người thân và muốn xuống xác giết chết con thú này, chiến hơn đâm thẳng vào mắt luôn cho hả giận. Trong cơn đau xé xác, nam chính ôm thủy quái bay xuống hồ, cậu không làm mọi người và Hương Lan phải thất vọng. Thủy Sinh đã tiêu diệt con quỷ nước gớm ghiếc, lấy đầu nó như lời mình đã hứa, cuối cùng cái ác không thể nào thắng nổi thiện lành. Trận chiến sống chết chỉ còn lại Thủy Sinh và Hương Lan đứng vững, trả thù được cho mọi người, đây mới đúng là tình yêu chính nghĩa nè các bạn ơi. Thôi bộ phim cũng đã kết thúc tại đây, nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh Đầu Gấu Review nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.